Hello everybody, welcome back to channel Learning English Center. Bà xuất sắc đây nè, tổng hợp kênh xong xóa cùng xa chết mới mà căn channel Learning English Center. Ok, xong ra video này, cứ dương nâng sắc xa ông bì grammar. Ok, vì chỉ có đại tạ tổng tình nâng demonstrative pronouns, nâng demonstrative adjective. Ok. Ok, demonstrative pronouns, cứ dương prai tha soponym. Chong all bằng hàn demonstrative adjective cái dùng prai thá kunanim chong all bằng hàn. Ok, tại ta demonstrative pronoun nâng demonstrative adjective dùng cứ miền ở vậy khá. Ok, chỉ miền đồ chìa this. Ok, this cũng dùng prai thá ni tổ mà tiết cứ miền these. Ok, dân anh thay these, dân pra thay tàng ni. That. Ok, that nâng cứ dân pra thay no. Nâng those. Ok, those nâng cứ dân pra thay tàng no. Ok, anh chẳng demonstrative pronoun nâng demonstrative adjective nâng cứ miền về đôi khnìa, dân miền these, that hay nâng do. Ok, về đôi khnìa có vấn tài ở chúng mới nâng không project đã tạo pena vị trí pronoun pena vị trí adjective. Ok, bật đầu tiết. Ok, tạo tương tự năng definition để dùng lại bảo vệ demonstrative pronoun adjective points out a particular person, place or thing. Ok, chúng đây tha sắp phần niệm trong all bằng hai được gọi quần niệm trong all bằng hai nâng cứ vía points out. Ok, chẳng all bằng hai nấu mà nấu thì cần lấy rồi có vật thổ chạy lẹ nào mùi. Ok, chẳng kì pra về đâm bây chẳng all bằng hai. Ok, chẳng pua this, we use this singular to refer to something that is near. Ok, chẳng bên đây ta dương pra this chiều môi nâng singular đậm bay sầm đau từ lứa ở vây môi đái nơi chết. Ok, chẳng bên này thả ở vây môi đại dương chọn sầm đau từ lứa nâng vía miên tại môi vía chia singular hỏi về nơi chết cứ dương pra this chiều mới rút phiệp ní tàng ọc ní. Ok, rút phiệp lán môi chiều môi nâng bờ rõ đại nơi có bài nâng. Ok, chúng mình ở tại hòn ấy cứ this is my car. Ok, giống pra this đậm bay chọn all bằng hai nhóm pi lan. Ok, lan nó cứ lan miên tại môi thế hỏi nâu chật bỏ rõ nâng. Ok, giống cứ giống pra this chẳng this cứ giống pra đậm bay bằng hai nhóm pi vật thổ tại miên tại môi hỏi nâu chật. Ok, đôi chiều tì hò này chắc this is my car. Ở tì hò sẽ anh tiết This car is red. Ok, lán ấy cứ miên bó cổ hòm. Ok, chẳng cứ chọn xâm đai từ lựa lán tại môi hay nữa có bài cứ chọn bà thang miên bó cổ hòm vì chọn all bằng hai anh thả lán nâng viên nữ chất. Ok, hỏi miên bó cổ hòm. Ok, anh chẳng dùng mơ thả táo rồi viên bởi dụng pi này mùi nào về đau tôi chia demonstrative pronoun nâng demonstrative adjective. Ok, dùng mưu bởi dụng tìm mối ở này this nâu bên này cứ viên đau tôi chia demonstrative pronoun là xa tại nơi khẳng khảo viết cứ chia verb. Ok, is nâng cứ chia verb. Ok, chẳng dân mơ bà thân viết tua chìa demonstrative pronoun bà này thân được cả viết cứ chìa verb. Ok, demonstrative pronoun bọc cho mỗi nâng singular verb là ra ấy this nâng cứ dân pra chìa tùm rộng singular. Ok, chẳng kể là sắp trời tái singular đôi khả nịa chẳng đại hồ theo thì pi ní cứ this cái lại ní cứ viết chìa demonstrative adjective đó ra tại nơi khẳng cao viết cứ chìa niềm. Ok, this car nó cứ chỉ niệm chẳng biết đào tu chia demonstrative adjective. Ok,
bốc chiều môi nâng singular noun. Đó là tại đây việc prao chia tổng rung singular. Ok. Anh chẳng sử dụng một vấn đề cứ dưỡng prao prao viết xâm đau từ lơ vật thổ môi hai nơi có bài dưỡng. Ok. Dưỡng prao prao this. Ok. Chúng mơ this mà lông. This. We use this plural to refer to something that is near. Ok, this dương prao chia tùm rung bạc hù vệ chân á. Chúng môi nâng niêm bạc hù vệ chân á. Đâm bây chong xâm đau tự lựa ở vầy môi đà nấu. Đà nấu chết. Ok. Chúng môi ưu tiêu hòn ý. Miên phái bòm bầy. Ok, chẳng phái bòm bầy nâng cứ nơi chết dương. Nơi chết dương. Chẳng dương prao pra this. Ưu tiêu hòn ta. These are apples. These are apples. Tiếng này cứ chỉ phái bòm. Đó sao ta phái bòm nâng về miến chạp bì bì lăng tư. Mà này ta plural ấy chạp bì lăng tư. Hãy nơi có bài chẳng cứ dùng pra this. Ở tuyên hợp xem tiết. These apples are nice. These apples are nice. Ok, phái bòm tiếng này cứ lò. Ok, đôi khi tư nâng ưu tiêu hôm ông bì this môn nâng đáy. This clinic nơi khẳng cao viết cứ chỉ verb chống bà này thao viết cứ chỉ demonstrative pronoun. Ok. Hay this pra chỉ tùm rung plural chống cứ viết từ cao verb plural được như đáy. Ok. Thật sao đã apply form này cứ chỉ plural. Ok. Chấm bố này viết these apples are nice. This cực tí ní viết đào tùa chỉ demonstrative adjective. Đó là tại nơi càng khảo viết cứ chia niềm. Ok. Cứ hai niềm nó cứ plural. Plural. Đó là tại Disney cứ viết prao chia tùm rung plural. Nói dòng bí và thốt đà miến chạp bí bí lăng tớ hai nơi chật. Ok. Chẳng lại ní viết đá tu chia demonstrative adjective. Ok. Bạn tốt tiết cứ dùng dòng bí that. We use that singular to refer to something that is far. Okay, dùng pra that chia tùm rung ai kỳ vai chân á. Trong xâm đau tự lưu ở vầy mối đáy đã nợ chung ai. Okay. Chúng mơ rụp hiệp ní. Rụp hiệp ông bị bất tế mùi. Vế bất tế không bất tế mùi. Hãy nợ chung ai bị mà nụ. Nhưng chẳng cứ dùng pra that đã bây trong ọt bằng hai đọc tê vì nâng nữ nơi chung ai dân anh chạy tha that is my house. That is my house. Ok nụ cứ chụp tê rồi bỏ nhóm. Ok ưu tiêu hộp xây tiết I love that house. I love that house. Nhóm sổ lãnh tê nụ. Ok chẳng đôi kia tên nâng ưu tiêu hôn môn chấn thatness nơi khẳng khảo viết cứ chia verb chấn cứ viết đào tui chia demonstrative pronoun. Ok bốc chữ môi nâng verb singular. Ok đã xa tay vật hộ miên mùi hay nói chẳng ai cứ dân pra that. Ok xâm bố ưu tiêu hôn nít that cứ chia demonstrative adjective đã xa nơi khẳng khảo viết cứ chia niềm. Ok singular noun. Hai viết chẳng ổn bằng hàn bị tê môi nâng đàn nấu chẳng ai. Chẳng dừng pra that house. Ok, chẳng put those. Those cứ dừng pra viết. Ok, we use those plural to refer to something that is far. Dừng pra those chia tùm rung bẹo hù vệ chân á. Ok, chẳng môi nâng niềm bẹo hù vệ chân á. Chẳng xâm đáu tờ lỡ vật thô rồi gọi vầy môi đàn nấu chẳng ai. Ok. Hình chẳng ở vầy đại dân trong bằng hai nâng cứ viên miên chọc bì bì lần tư hói viên nơi chung ái cứ dân pra those. Ủa tì hó nâng rụp hiếp those are my cats. Ok tàng nụ cứ chỉ chung mà rồi bọc nhóm dân mới rụp hiếp chung mà nâng cứ thật nơi chung ái. Ok nơi chung ái hó chung mà miên chả ơn vì chứa plural. Ok chẳng cứ dân trời thaym
time s bà sân vìa start nó không là cái nào bài này cứ dùng chọn chọn all bằng 2 nhóm pi chma tăng nút cứ dùng pra dose. Ok, those are my cats. Top saying tiết those cats are lovely. Those cats are lovely. Chma tăng nút cứ của ai sờ lạnh. Ok, anh chẳng xâm rạp ưu tiêu hoa tìm mỗi dose viết đào tu chia demonstrative pronoun sọc bình niềm viết đào tu chia sọc bình niềm đại xa tái nơi khẳng khảo viết cứ chia kể rỉ giá sạp. Ok, cứ chia kể rỉ giá sạp trong phút bởi dục tìm pi ní dose nâng viết đào tu chia demonstrative adjective viết đào tu chia cun lần niềm trong ngọt bằng hán. Đó là ta nơi khẳng khảo viết cứ chỉ niềm. Ok, cats cứ chỉ plural noun niềm bẹo hữu vật chân ạ. Ok, anh chẳng sở rộp một vĩnh dose cứ dưỡng pra trong xâm lai tờ lớ à vây mũi đà miên trong pipi là hằng từ bà nơi ta bẹo hữu vật chân ạ plural hỏi nơi chẳng ai bị dương cứ dưỡng pra dose. Ok, anh chẳng sở rộp chức lấy we use this with singular noun. Okay, use this refer to a singular noun that is near to a. Okay, chẳng khi dùng proper this nó cứ xâm đau từ lớn niềm hay của vợ chân ạ hay là niềm đà miền tại mối hay start nấu chất dường. Okay, this refer to plural noun that is near to us. Ok, chẳng this nó cứ trong xâm đau từ lớn niềm bẹo hữu vợ chân ạ và là chào bị pi lần tứ hai niềm nó cứ start nơi chất dương được nhiệt đại tên nặng đi chất có bàn tay mối chia niềm ai của chân ạ và là trong miền tài mối của dân pra đi miền chào bị pi lần tứ của dân pra đi. Ok, and that refer to singular noun that refer to us. That nó cứ dân trong xâm đau từ lớn niềm ai của chúng ta hay ta ở vậy đã miên tại muối hay nơi thật nơi chẳng ai bị dường cái dân pra that and those refer to plural noun that is far from us. Ok, hay those nâng cứ dân xâm đá từ lên niêm bẻ hụt về chúng ta và đây ta ở vậy đã chọc bị lãng tứ hay thật nơi chẳng ai bị dương cứ dương pra dose. Ok, xâm rạp mê riêng ní cứ xôn bài chọc trong ní complete chui subscribe channel Learning English nằm bài tựa bán video mê riêng thamay bàn thay tiết xôn bà con.